Như vậy là trong một phép cộng thì chúng ta có thể đổi chỗ các số hạng một cách tùy ý cho nhau. Thế thì có nhiều bạn hỏi thầy là thầy ơi, thế trong phép trừ thì có tính chất giao hoán hay không? Chẳng hạn như là nếu ta có phép trừ 10 trừ đi 3 thì có tính chất giao hoán hay không? Tức là bằng 3 trừ đi 10 được hay không? Tất nhiên là không thể được rồi. Thì câu trả lời là phép trừ thì không có tính chất giao hoán các con nhé. Phép trừ không có tính chất giao hoán. Tuy nhiên là trong một biểu thức mà có nhiều phép tính, trong đó có những phép cộng trừ, chẳng hạn 10 trừ đi 3 rồi cộng 2, thì chúng ta có thể thực hiện cái vận dụng cái tính chất này bằng cách là đổi chỗ các phép tính cho nhau được. Mà muốn đổi chỗ được ấy, thì chúng ta có thể vận dụng một cái phương pháp tư duy ta quy ước như sau. Ta gọi cái phép trừ đi 3 này, ta coi nó như là một cái phép, ta gọi là phép bớt. Phép bớt đi 3 hay là phép giảm. Phép giảm 3. Thế còn phép tính cộng 2 này, chúng ta có thể gọi nó là phép thêm. Thêm 2. Hoặc là phép tăng. Tăng 2. Giả sử như bạn có 10 viên bi. Nếu như bạn cho đi 3 viên bi, cho ai đó 3 viên bi, tức là bớt đi 3 viên bi, hay là số viên bi của bạn bị giảm đi 3 viên bi, sau đó thì bạn lấy lại 2 viên. Bạn lấy lại 2 viên cộng với 2, nhưng số viên bi của bạn lại cộng thêm 2. Thì điều đó nó cũng giống như là với 10 viên bi ban đầu, bạn lấy 2 viên từ người khác, lấy trước 2 viên, rồi sau đó bạn cho đi 3 viên, tức là bớt đi 3 viên. Bớt trước 3 viên, rồi nhận lại 2 viên, thì cũng giống như là nhận lại 2 viên trước, rồi cho đi 3 viên. Vì vậy, hai biểu thức này có kết quả bằng nhau. Và như vậy là chúng ta vừa thực hiện một cái việc đổi chỗ hai phép tính. Đây, bớt 3 và thêm 2. Đấy, chúng ta đã đổi chỗ cho nhau. Chúng ta cũng có thể thấy là 10 cộng với 2 là một phép tính. Và vì vậy nó có thể được viết thành là 2 cộng với 10. Tức là có 10 viên thêm 2 viên bi thì cũng giống như là có 2 viên rồi thêm 10 viên. Rồi sau đó trừ đi 3 viên. Vì vậy ta có thể thực hiện phép tính, thực hiện cái việc là đổi chỗ cái phép thêm 2 lên đứng đầu phép tính. Và cái số 10 ở đầu phép tính này, chúng ta có thể cho nó thành là phép thêm 10. Đấy, đưa vào thêm 10. Thì đây chính là cái phép đổi một phép thêm, phép tăng. Đấy, lên đầu phép tính. Còn số ở đầu phép tính đổi thành một cái phép thêm, phép tăng. Tuy nhiên là chúng ta không thể để cái phép bớt giảm này, cái phép bớt đi 3 này lên đầu phép tính được. Thì đây chính là cái quy tắc riêng, là chỉ có thể để phép thêm lên đầu phép tính. Còn phép bớt, phép giảm thì chúng ta không thể để lên đầu phép tính. Cái việc vận dụng hai cái phép thêm và phép bớt này này cho phép chúng ta không chỉ vận dụng được để đổi chỗ các phép tính, mà chúng ta còn vận dụng nó để thực hiện cái tính chất tí nữa chúng ta sẽ học ở phần sau. Vì vậy các bạn hãy nhớ cái điều này. Vậy thì cái việc mà đổi chỗ các phép tính ở trong biểu thức mà có phép cộng và trừ như thế này, nó có tác dụng gì? Nó khi nào thì chúng ta cần? Thì thầy sẽ lấy một cái ví dụ sau đây. 25/23 cộng với 1/27 trừ đi 2/23. Đây là một biểu thức mà có phép cộng thêm cái phân số này và bớt đi cái phân số này. Nhưng mà ta thấy là hai cái phân số này này, nó cùng có mẫu là 23. Vì vậy nếu mà được tính trước nó thì thật là tuyệt vời. Cho nên chúng ta đi đổi chỗ hai cái phép tính. Ta coi như là ta có bằng này viên bi. Ta bớt trước đi bằng này viên, rồi ta thêm bằng này viên. Đấy, thì nó cũng không có gì thay đổi. Tức là bằng 25/23 trừ đi 2/23, bề nguyên sang.
trừ đi 2/23 và cuối cùng là cộng với 1/27. Thế phép tính này thì 25 trừ đi 2 bằng 23, tức là nó bằng 1. Vậy thì biểu thức sẽ thành là 1 cộng với 1/27. Và chúng ta được 28/27. Việc tính toán của chúng ta sẽ thuận tiện hơn. Ta có một cái ví dụ thứ hai. 1/13 trừ đi 8/11 cộng với 19/11. Biểu thức này cũng có hai cái phép tính là bớt đi 8/11 và thêm vào 9/11. Và chúng ta thấy là hai cái phân số này nó cùng có mẫu là 11, nó rất là phù hợp. Nhưng mà chúng ta không thể tính trước cái phép tính này là lấy 8/11 cộng với 19/11 được. Không được. Thế thì ta làm cách nào? Chúng ta có thể thực hiện một cái phép đổi chỗ các cái phép tính này. Phép tính thêm, tức là tăng 19 hay là thêm 19/11 này, ta đặt nó lên đầu phép tính bằng 19/11. Rồi tiếp theo ta bớt đi 8/11. Bớt đi 8/11. Và cuối cùng là chúng ta đặt cái số ở đầu phép tính là 1/13 này trở thành phép thêm 1/13. Cái này nó giống như là đây chúng ta đổi cái phép thêm 2 đây lên đầu phép tính đây. Rồi số 10 ở đầu phép tính chúng ta đổi thành là thêm 10. Và đến đây thì ta tính cái biểu thức ở bên ở đầu tiên này. 19 trừ 8 bằng 11/11, tức là bằng 1. Rồi cộng với 1/13. Cuối cùng là bằng 14/13. Như vậy tóm lại là phép trừ thì không có tính chất giao hoán, nhưng trong một biểu thức có cả phép tính cộng và trừ thì chúng ta có thể thực hiện đổi chỗ một số phép tính để tạo ra những cái phép tính mới thuận tiện hơn, và chúng ta sẽ vận dụng cái điều đó để đi giải quyết một số bài toán sau đây.